Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh channel Phụ kiện Duy Sinh và tiếp tục với những sản phẩm mới nhất dành cho chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note. Thì hôm nay mình làm clip sẽ giới thiệu đến các bạn là việc thay quả pin cho chiếc điện thoại này và một số trường hợp mà các bạn nên đi thay, như là trong quá trình các bạn xài thì các bạn vô tình làm đứt dây socket, hoặc là trong quá trình các bạn xài như là xem video hoặc là chơi game thì quả pin của mình sẽ dần dần bị yếu đi, sẽ dẫn đến các tình trạng như là chai pin hoặc là phù pin. Thì các bạn nên đi thay để hoàn thiện chiếc máy của mình hơn, để phục vụ các nhu cầu sử dụng của các bạn một cách tốt nhất. Và các bạn có thể đến với cửa hàng của mình, vì cửa hàng của mình đang có hàng sẵn để thay cho các bạn. Và quá trình thay quả pin này chỉ mất trong vòng 30 đến 45 phút là các kỹ thuật nhân viên của cửa hàng sẽ thay thành công. Và trong quá trình thay thì các kỹ thuật nhân viên của cửa hàng sẽ không làm gì ảnh hưởng đến các bộ phận khác bên trong của máy, như là màn hình, men, chân sạc, camera, vân vân, một số bộ phận bên trong của máy ha các bạn. Và để cho các bạn tiện theo dõi clip sau, mình sẽ làm một clip có máy và hướng dẫn chi tiết hơn, khái quát hơn về việc thay quả pin Xiaomi Redmi Note đến với các bạn. Và nếu như các bạn có một số câu hỏi liên quan hoặc là có một số câu hỏi thắc mắc về việc thay quả pin này thì các bạn có thể liên hệ với trang web phụ kiện giấy sinh.com hoặc số điện thoại 0942 38 5839. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip. Chúc các bạn một ngày làm việc thật tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại.